Truyền tích thứ 87. Chuỗi hạt mân côi với Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria một cách trọn vẹn, không thể diễn tả bằng lời nói trần gian được. Lời thiên sứ Gabriel thưa cùng Đức Mẹ: Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Tôn Nương, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên Tôn Nương, chứng tỏ Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn ở cùng Đức Mẹ. Khi Đức Chúa Thánh Thần chiếm hữu Đức Maria, thì tất cả các ngôn ngữ hành động của Đức Maria đều là ngôn ngữ hành động của Đức Chúa Thánh Thần. Suy như vậy, ta thấy tất cả những lời nói của Đức Mẹ khi hiện ra nơi này, nơi kia đều là những lời nói xuất phát từ Đức Chúa Thánh Thần. Mà Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, cho nên lời nói của Đức Mẹ cũng là lời nói của Thiên Chúa. Hiểu được như vậy, chúng ta thấy vai trò của Đức Mẹ thật quan trọng, cao sang, huyền bí nhiệm màu vô cùng. Tất cả nơi Đức Mẹ từ lúc mới đầu thai là sự hiện diện linh động của Đức Chúa Thánh Thần. Trọn đời Đức Mẹ, bất cứ hành động nào cũng đều do Đức Chúa Thánh Thần tác động. Do sự hiệp nhất siêu nhiên đặc biệt này mà Đức Mẹ là trung gian chuyển các ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống cho nhân loại. Vẫn biết rằng mọi ơn phúc đều là của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã trao cho Đức Mẹ được tự do sử dụng. Thì kể như Đức Mẹ là sở hữu các ơn phúc ấy, Đức Mẹ muốn cho ai, cho bao nhiêu là tùy ở Mẹ. Vậy sau khi Đức Chúa Giê-xu lên trời rồi, thì Ngài cho Đức Chúa Thánh Thần xuống ở cùng Hội Thánh đến tận thế. Vậy thời kỳ hậu Đức Chúa Giê-xu thì cũng gọi là thời kỳ hậu Đức Chúa Thánh Thần. Mà đã là thời kỳ Đức Chúa Thánh Thần thì cũng là thời kỳ của Đức Mẹ. Việc hoàn thành công cuộc cứu chuộc mà nhờ công cuộc ấy mà sinh hoa kết quả là công việc của Chúa Thánh Thần. Công việc của Chúa Thánh Thần cũng là công việc của Đức Mẹ Maria. Nhưng Đức Chúa Thánh Thần chỉ tác động bên trong Hội Thánh và các linh hồn, còn công việc bên ngoài như xuất hiện, dạy bảo thì đều do Đức Mẹ Maria. Ta thấy Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần, nhiều nơi, làm nhiều phép lạ, dạy bảo nhiều điều thiết thực, củng cố đức tin cho mọi người. Quả thật, nếu không có những lần Đức Mẹ hiện ra, không có những phép lạ cụ thể nhãn tiền, thì đức tin của giáo dân cũng kém đi phần nào. Theo nguyên tắc của Thánh Louis Marie Christian de Montfort, thì ở đâu có Đức Mẹ là ở đó có Đức Chúa Thánh Thần, ở đâu có Đức Mẹ là ở đấy có chuỗi hạt mân côi. Như vậy, có Đức Mẹ là có chuỗi mân côi và có Đức Chúa Thánh Thần. Khi ta đọc kinh mân côi là có Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ hiện diện, và ở giữa chúng ta, khi lần chuỗi mân côi, mùa mừng ta thường đọc, thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Chuỗi hạt mân côi luôn gắn liền với Đức Chúa Thánh Thần là như vậy. Khi ta cầu khẩn cùng Đức Chúa Thánh Thần ban sức mạnh tâm hồn và thể xác, ta cũng có thể xin Đức Chúa Thánh Thần ban đặc sủng Thánh Linh để chữa lành cho những người trong gia đình. Tốt nhất là sau khi lần chuỗi mân côi, xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng ta bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta những điều chúng ta xin nhân danh Đức Chúa Thánh Thần, thì chắc chắn sẽ được như ý. Lời bàn: Đức Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, lại là bạn cực sạch Đức Mẹ. Hai đấng có quyền phép tối cao như vậy mà Đức Mẹ lại bảo Mẹ chỉ yêu thích những chuỗi hạt mân côi mà chúng con đọc sốt sáng dâng lên cho Mẹ, thì chắc chắn việc gì chúng con cầu xin cùng Mẹ qua chuỗi hạt mân côi thì Mẹ chấp nhận ngay. Vì như vậy chúng con đã biết Mẹ có toàn quyền trên các ơn của Thiên Chúa. Mẹ muốn ban phát cho ai thì tùy Mẹ. Vậy chúng con cứ tin vào Mẹ, Mẹ sẽ hộ giúp phù trì cho chúng con qua chuỗi hạt mân côi mà Mẹ hằng yêu thích. Amen.